xây sẵn cái mặt quá à. Sẵn trong mặt luôn à. Ối mặt biết quá. Chắc mình uống thuốc rồi quá. Cái thật cổ mửa mà không được đặt kẹo là uống hai chai. Dạ. Uống hai chai nước vô thật cổ mửa. Mửa ọt 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 vô mửa hai đợt luôn là khỏe. Dạ. Khỏe mấy bệnh nước chanh nó uống nè. Vậy là bữa nay là bà khỏe lại rồi ha. Ừ. Nó ngộ đặt thuốc hoài ha, uống rồi quên uống nữa. Cái liều tối á, à, mới uống rồi 5 giờ uống rồi cái quên một hồi uống nữa. Dạ. Bị ngộ đặt hoài rồi nên tôi uống tôi vậy được rồi uống nước hết thật cổ. Dạ. Trời ơi. Hôm nay mấy người kia đâu hết rồi. Chuẩn bị vô. Vậy mà con mua tượng quay cho cô chú người ta xem bà ăn nè. Thôi bà ăn đi, chưa con mua cái khác. Dạ bây giờ bà lấy tô qua bà ăn nha. Dạ bà qua lấy tô đi bà. Bà lấy tô đi. Lấy tô bà ăn. Đây à, bà ăn à. Nãy con kiếm nuôi mà hết nuôi rồi bà ơi. Giờ còn có bánh canh không à? Bánh canh cũng ngon cháu. Ngon không? À, con mới đi mua bánh canh. Không có bánh bánh canh cũng ngon. Đó. Cũng như nuôi hà. Dạ. Bị dài dài bánh canh còn cục cục thì nuôi. Dạ đúng rồi mà cái này nó cũng mềm lắm á bà, mềm lắm. Bánh canh này tôi cũng khoái hơn nuôi nữa đó. Bà khoái hơn nuôi luôn phải không? Khoái hơn nuôi nữa. Bà thấy không? Súp đồ thấy ngon không? Quá wow, nóng quá ngon nữa. Quá ngon bà ơi. Đây. Rồi bà qua đi rồi con cho bà xem cái này bà sẽ vui hơn nữa. Bà lấy tô qua đi. Rồi bà đi lấy tô. Tôi sợ giả bà làm không sợ. Tiệm cháu ngon. Quá có một con à. Dạ. Rồi xa hồn gì cũng mạng. Ngày qua thì đòi ăn bữa nay có nước. Bữa nay thì mua nước thì cho ăn cái mắc hứng. Mắc hứng hả? Đâu có. À cái gì thèm hồi đó rồi không có ăn thôi đã thèm rồi. Ngày qua rồi hôm nay thèm cái nước đi mua nước. Bà có thèm bánh nước không? Có thèm bánh nước cha. Thèm bánh nước hả? Hả? Hôm qua nói rồi là ăn bánh nước mà, bà tính đi mua bánh nước à. Chạy đi mua bánh nước về ăn bà Hạnh ơi. Ăn mua một hộp gì? Mới còn ăn hộp nha. À, rồi bà lấy tô bà ăn đi. Cháu đi mua ăn đi, có Hạnh ở nhà, đang cổ mất chuyện luôn luôn. Chà. Đây nè bà cho bà xem cái này nè. A Di Phật, cái gì đây để coi. À bây giờ bà lấy tô qua ăn đi rồi con khui cho bà xem. Lấy tô qua ăn đi. Tô qua ăn. Cái nào cũng được. Nào được. Đó. Đó mới mua cho bà đó. À cảm ơn cậu ha. Nè. Bà giữ à cái này cái bự hả? Cái này bự. Cái này cái bự dữ à. Bự dữ à. Bà khui thử coi. Cái này xong bán luôn cậu à. Bà khui thử coi. Cái này cái xong bán luôn hả? Dạ. Mặc quần mà lấy dây đi lông buộc vậy. Đây bệt tôi lưa hết trơn nè. Cái quần này có năm bọc cổ hoa sánh cho được 4 cái. Rồi là dây lưng nó lỏng quá à. Hồi đó mập mạp đó. Rồi cho hồi 2016 đến giờ. Còn bây giờ nó ốm quá à. Cái này ngon quá. Cái này có mấy sao băng mà cậu. Đó, ngon không? Bây giờ bà khui ra thử coi, khui ra xem thử coi. Khui ra xem. Cảm ơn là cái này được quá ha. Được quá ha. Đó là cái thùng lo tốt. Cái này tại mua thẻ nhớ riêng luôn rồi. Mua gắn vô luôn cho bà luôn rồi. Chứ giờ không biết đường đâu. Được quá, đạo quá. Đạo không? Cái này mắc đen à. Mắc không? Đen à. Có dừng gớt đó nha bà. Dịnh cái hộp. Dịnh lại. Dịnh quay với em nha. Đã nha. Cái này cái máy sao xả luôn mà. Con chép chúa đại bi đồ vô cho bà luôn rồi. Để con đây nè. Cái công tắc ở đây bà chỉ cần bật cái công tắc này lên là được nè. Đó, công tắc ở đây. Thấy không? Ê, công tắc bên đây, công tắc đen bên đây. Nhỏ ở đây nè. Dạ, bật lên. Rồi đó. Rồi, từ từ bà đợi xíu. Từ từ. Đó. Đó. Chịu chưa? Rồi sạc điện cho mở đâu. Có, còn dây sạc điện đây nè. Đây nè bà. Chỉ mà chỗ sạc không?
đó có ở trên đó, để chút một tí nữa chị bà. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Có cộng trừ nè, nè cộng trừ nè, cộng luôn nè. Đó, cộng ở đây cộng trừ bên đây vậy nè. Để chút coi lại tại con mua chưa hỏi ta kỹ. Mở ra gì dạ, mở ra dạ là bắt. Rồi bà ăn đi. Rồi đây nè, con mua lưới cho bà rồi kìa. Đó. Nè, bà ra nhìn, ra đây. Đây bà đi ra đây, đi ra đây xem nè, ở đây đâu đâu đây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cảm ơn cậu nhẹ ha. Thấy chưa, mua lưới cho bà đó để bà làm cửa lại. Phải không? Phải. Phải rồi, vô ăn ăn bánh canh đi. Nặng làm kiếm nãy lại nặng đi lên ông Tư. Lên Tư. Chú kia dẫn lên ông Tư á. Dạ. Có chú gì đó không? Minh Tăng. Rồi, bà ăn đi. Nè, bà ngồi ghế đây, ngồi đây ăn nè. Đây, bà ngồi đây. Bà vậy hả? Dạ. Rồi, bắt ghế qua ăn đi. Rồi, bà ngồi ghế ăn. Cái này mừng dữ à. Mừng dữ à. Đây, bỏ vô lại nha. Rồi bà xuống ngồi ngồi đây nè, bà ngồi ngay ghế này nè, ghế này nó thấp, thấp này bà ăn nó dễ. Vui chưa, vui chưa? Mà chắc em ăn mà cậu ăn luôn. Dạ bà ăn đi. Ăn đi mọi gì. Mà nó lại là cũng đầu phút cái tâm nữa nè. Không, nhìn bữa ăn ngon, ăn đã dữ hả? Ăn đi, ngồi xuống ăn đi. Đã dữ không? Ngồi xuống ghế đi. Ngồi xuống, bà ngồi xuống. Đã ngồi xuống, ngồi xuống. Cháu ngon quá, khất một con là đâu đập, đập vợ tao dân mạng. Vợ đậu phở, vợ đậu lăng ăn phở đó kìa bà hả? Ăn đi, ăn đi. Nói người ta giận bà đó. Chứ lượng vợ bệnh rồi. Nói mấy cái chị mua trên mạng, mấy chị giận gì á. Ai với thờ Phật. Chào mấy con, chạy cô lại. Ăn ngon dữ ha. Ngon dữ ha, ngon dữ ha. Quá ngon dữ ha. Nè tiền nè, mua bánh nước nha. Ăn gì chưa? Chưa. Thả bánh nước không? Dạ. Mua giùm em bánh nước chứ. Thủy bánh nước không? Em mua cho em bánh nước rồi, em mua gì hả? Wow, ngon dữ ha. Ăn hả? Nước bánh chả. Con cái nước bánh chả ngon hả con? Ăn không hả? Mua nước không cho. Mua chỗ gì chị nói đó. Ừ. Chạy viết đi, cứ chừng xuống hết à. Ngon dữ ha. Ở đây đi có con sớm à. Ê ba của mẹ ơi. Cắm đi kiến. Ừ. Dạ, dạ. Không, chị nhận đi rồi. Bà sáng đi ăn bánh canh hả bà? Trong này sáng mày là bây giờ bánh canh nè, bánh canh là ngon quá, nhiều ngon thịt quá chừng ha, ngon quá, nhiều thịt quá ha. Bánh canh là một ba bánh hai tô à. Ăn thịt trước đi,
bỏ ba viên uống rồi uống nữa. Dạ. Cái mặt quá hà. Sẵn trong mặt luôn hả? Ối mặt, cái biết dạ. Ủa, chắc mình uống thuốc rồi quá. Cái thật cổ mửa mà không được đặt kẹo à, uống hai chai. Dạ. Uống hai chai nước vô thật cổ mửa. Mửa ọt 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 vô mửa hai đợt luôn là khỏe. Dạ. Khỏe mấy bạn nước chanh uống mà. Vậy dạ. Là bữa nay là bà khỏe lại rồi ha. Ừ. Nó ngộ đặt thuốc hoài ha, uống rồi quên uống nữa. Cái liều tối á. À, mới uống rồi 5 giờ uống rồi cái quên một hồi uống nữa. Dạ. Đừng ngộ đập hoài rồi nên tôi uống tôi vậy được rồi uống nước hết sọc cổ. Dạ.